Đây hiện tại như mọi người thấy, đây đang là 5 giờ sáng và bọn mình đang ở bến bến bus để bắt đi ra sân bay, và sau đó bọn mình sẽ bay đến Lille. Riêng mình đi taxi nhá. Let's go. Bay tiến thẳng đến Lille để thăm các anh chị của mình. Đây là các bạn cùng chuyến bay với mình. Chào mọi người đi. Ok, chúng ta sẽ đi lên Lille nhá. Một người, bọn mình vừa mới đáp xuống Lille nhá. Có ông anh Hòa Bình đến đón luôn. 28 Hòa Bình chào anh em nhá. Nhiệt độ hiện tại đang là 12 độ và không lạnh lắm. 13. Mình có thể mặc không tay. 13 nhá. Đây là vùng đảo Lille. Đây á. Let's go. Đây xa. Xung quanh hồ. Yeah. Và trong ngày thứ hai mình sẽ đi đi Bruxelles Bỉ và ở lại một đêm. Xong ngày thứ hai của tuần. Xong rồi từ Bruxelles và mình sẽ đi Amsterdam. Merci anh. Ôi trời, cắt cả hình nhá. Mình chọn cho buổi sáng nay để ăn sáng. Merci anh. Merci anh. Hai tách đi ăn sáng nha. Avec muffin Nutella. Review bữa sáng nha. Mình có một cái bánh muffin và một cái bánh gì đó mình không phát âm được. Trông khá là ngon. Của anh Lân là một cái bánh sô-cô-la. Của chị Hà Phương là một cốc cappuccino và một cái muffin Pagay. Nam Pagay Toàn. Cũng gần Pagay nhưng mà đây là vị khác. Ok. Còn anh uống gì đây? Anh uống caramel macchiato. Ok, bung 50 tim mọi người nha. Người, đây là bữa trưa hôm nay của mình nhá. Sau 1-2 tiếng đồng hồ luyện tập võ xong thì đây là thứ để mình nạp lại năng lượng trong buổi chiều tiếp tục công việc. Trưa nay mình sẽ ăn hủ tiếu. Còn Toàn đây sẽ ăn món mì với vịt. Bạn Nam ăn giống mình nhá, cô ăn hủ tiếu.
Ờ. Còn chị Hà Phương sẽ ăn vịt nướng. Hai anh ăn gì đấy? Hủ tiếu. Hủ tiếu à? Hủ tiếu gạo nhỉ? Có ai ăn gì, ăn phở à? Anh ăn là hủ tiếu nốt. Hủ tiếu nốt à? Ờ, vẻ. Những con người Việt Nam. Ok, bon appetit. Hello mọi người. Tối nay mình có tham gia một sự kiện của hội sinh viên Lean. Và bây giờ đến tiết mục ăn. Đây là mấy cái món tối nay bọn mình sẽ ăn. Đây là mì. Đây là phở xào. Ờ, phở xào. Đây là giò. Ờ, giò. Chả. Cơm và mấy món. Nói chung là đây là gạo được nấu chín. Đây là gạo lúa phải. Còn đây là nộ. Béo phải là nộ. Nộ má. Hỗn hợp trộn giữa rau, thịt, hành, hành, cà rốt. Là nộ. Ok. Skip. Và đây là nộ. Đây còn có thêm mấy loại gulô banh tong nữa. Hết rồi. Thế nhá. Thứ ba bọn mình ở Lean. Hôm nay bọn mình sẽ có rất nhiều trò vui nên là mọi người hãy chú ý đón xem nhá. Quả đầu hơi khắm nhưng mà không sao. Đang quay video. Trưa nay bọn mình đừng có chụp hai cái lỗ. Có một mấy cái món tráng miệng ăn có ngon luôn. Chả biết gọi là tráng miệng hay gọi là gì. Okay. Đây là brunch. Petit. Đây là chanh, đây là Oreo, đây là bueno. Speculoos. Speculoos. Okay. Spectacle. Bảo tàng được thành lập năm 1819 bởi thành phố Lean và bởi hiệp hội
Hiệp hội Khoa học, Nghệ thuật và Nông nghiệp. Chúng ta cùng khám phá bảo tàng này nhé. Ô, con này bị hay bị mọc hai đầu này. Đây là những trường hợp đặc biệt. Con này con người còn bị đi. Con này thì một đầu hai mình. Bro. Bro. Kìa. Đây. Kiểu đang quay. À anh. Ok. Cool. Đá nổi không? Damn boy. Hiện tại mình đang ở khu trò chơi. Sau khi kết thúc chuyến thăm căn bảo quản thì chúng mình quyết định là sẽ đi chơi bắn laser. Đây zoom vào màn hình, đây là cách chơi nếu cho mọi người biết. Hẹn gặp lại sau khi bọn mình chơi xong. Chào mừng các bạn thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Hiện tại chúng ta đang ở trung tâm của thành phố Bruxelles này. Hotel de Ville. Khung cảnh khác với cả ở dưới khu tàu điện ngầm rất là khai. Ở đây rất là đẹp. Nhà nó phải trang trí có tí vàng vàng, trông cho nó rất xà rì. Ok, chụp kiểu ảnh cho nhá. Ui. Dạ, đây là những cái bánh là bữa ăn sáng của người Mỹ. Trông ngon lành thực sự. Hai tám Hòa Bình, chào anh em nha. Chào anh em Vũ Cúc Bỉ nhá. Chào mọi người, hiện tại mình đang ở khu vực địa danh Manicong Pis, nơi có một bức tượng của một thằng bé đang đái. Đây là một địa điểm thú vị cho các cặp đôi và cho những anh em có nhu cầu xin vía. Và bên cạnh có một nhà hàng trên bàn bánh có hình thù dân vật, bạn có thể thấy khoảng con. Nếu có dịp đến Bỉ các bạn nhớ ghé thăm đây nha. Các bạn ơi, nuôi các bạn vừa chiêm ngưỡng cái tượng chú bé đi tè đúng không? Đây là phiên bản ngược lại, cô bé đi tè. Đây là một nửa của cô ấy. Cô bé đi tè. Chị em nào muốn xin vía ra đây nha. Đây là một nửa. Oh, flash. Rất là đỏ,
đúng là đồ gastronomy khác. Đây bữa trưa của mình ở Busan. Mọi người đéo ăn, cứ cho mạng xã hội ăn trước. Và mình vừa mới đi tàu đến Amsterdam xong. Vừa mới xuống. Ê, kia. Nhưng mà nãy mình có quay một ít gọi là phút Tết ở trong ga nhưng mà tính ra thì đây là lần đầu tiên bọn mình mua vé xe buýt đắt như thế. Đi có một ngày mà hết đến 12 euro. Dã man. Mày một rưỡi mà. Đấy mày, mày quay từ bên trong mà đi ra ấy. Thì tận nhìn hay quá nhỉ. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra bảo tàng Van Gogh. Nên Su thì quay trộm một vài bức ảnh. Hình như tại vì trong đấy nó cấm cho quay phim chụp ảnh ấy. Nên là nếu mà có chụp ảnh hay quay phim được vì gì thì bọn mình sẽ post lên video này nhé. Đừng report là được. Các bạn, đây là bức Sunflower, một trong những bức ảnh rất nổi tiếng của Van Gogh nhé. Đây, cái bức này tìm mãi chả thấy. Bức phòng ngủ của ông ấy. The fuck? Đằng sau ông ấy luôn nhỉ? Kìa? Ông ấy nè. Ngào quá rồi. Đây cũng là một bức tranh rất nổi tiếng của ông. Mặc dù mình cũng vẽ được như này nhưng mà không hiểu sao nó lại nổi tiếng. Trông như trẻ con vẽ. Trời rất là mưa. Quay rồi.
chiêu vãi cả lồn. Thì cứ tìm vẽ giữ cái khái niệm mà càng ở lâu thì càng. Đây là cuộc sống về già của những con người Amsterdam. Chỉ có sáng đi ra bờ kè tắm nắng cho chim ăn. Về già mình cũng muốn được như này. Đây là đường thang mà. Mà có phô líp nghe sau bảo vệ. Như cái thang này thang đặc biệt. Lạ vậy. Thang travel. Dã man quá mọi người. Trực quá. Trực thăng cảnh sát các thứ xe tăng huy động lấy đường để bảo vệ mình đi ăn hamburger. Còn mình hôm nay là phải đổi kế hoạch bởi vì là cái khu vực mà bọn mình định đi ăn sườn nướng và Phát Chiên thì nó đã bị block rồi, nó đã bị phong tỏa rồi. F0 Việt Nam ấy. Đúng rồi. Nên bây giờ bọn mình phải chuyển khu vực khác, bọn mình phải đi ăn hamburger cho nó nhanh. Xong rồi có gì mai mà bọn mình quay lại cái chỗ kia để ăn sườn thì bọn mình quay cho mà xem nhá. Thế à. Hút cơm nhá. Ở trường hôm nay nha. Ngon nha. Trường này chúng ta có sườn không giới hạn. Đừng có zoom, đừng có zoom. Chú. Đấy. Cả. Ngon không? Chấm em người biết. Try again, sorry. If you want to see me hurt myself in the show, say yeah. Yeah. It's getting better now. It's getting better. I could even die, say yeah. Woo! A bunch of bastards. Okay, I'll make the fire really big for these juggling tricks. But I will say this now before I do it. This is not a magic show. Everything you see is real. I'm not a magician. My father, he was a magician. When I was born, he disappeared. Thanks. Kids, anything you see in the show, please do not try this at home. Try it at school to get a big audience. Alright, check this out. Three fire torches. I try to make the juggling more interesting by making it with fire. I waste no time in my show, I explain everything when I do it so you know what's happening. I present to you, ladies and gentlemen, the dangerous fire juggler. Woo! Sometimes people clap for this. It's too late now. But wait, wait, don't clap for this one. I will earn your clapping. First trick of the show. First trick. First trick, I'm gonna throw this fire under my leg. Check this out. Under my leg. Hop. Under my other leg. Hop. Under my first leg. Wait, double spin. Go double spin. Twice as difficult, twice as fun to look at. This time, over the top juggling, over the top like this. Double spin, over the top like this. You guys should be clapping. And now, if you want to see this go higher, say higher. Yeah, not just the drunk people and the kids. Come on, everybody. You want to see it higher, say higher. Higher. Okay. There it is. Okay, I'm joking. 1, 2, 3. Everybody say ooh. Ready? 1, 2, 3. Ooh. Nice, I like it. 1, 2, 3. Everybody say ah. 1, 2, 3. Thanks, you guys sound like cows on drugs. More difficult, we go one with the torch, two with the torch, one with the torch. And now, two in one hand. This means I have to turn around. If I turn around and everybody is not clapping, I'm going to start to get confused. I'm confused. Oh, okay. Thank you. And now, before the finale of the show, the sword swallowing, I do one big trick with the fire. I'll throw it up. I will spin, and I will catch behind my back. This is hard, so if I get it, you clap. If I don't get it, don't clap, call me an ambulance. They know who I am. It's not part of the show if my hair is on fire. It don't just take pictures. You're laughing, this has happened before.
I was here in Amsterdam 2 years ago. I was running around with my hair on fire. The whole audience is like this. Wow, good show. There you go. And if I say call me an ambulance, do not say you are an ambulance. Because you're calling me an ambulance. Not funny in Amsterdam. Never say that again. Okay, I just want to check. Before I have to go to the finale of the show, I want to ask you, are you having fun so far? Yes. Excellent. Okay, so am I. I'll make the fire really big for this juggling trick, but so we can go straight to the finale without wasting any time, I'm going to introduce the last part of the show. Before I do, I'm going to do a little bit of crowd management. Can I ask for the people on this side just to come a little bit closer to about here? It means it makes a beautiful circle and there's no spaces. Yeah, I didn't bring enough rope, you can use your imagination. Yeah. People on this side, same thing, just a little bit closer forward to about here. I'll make it obvious for you. Yes? Today, ladies and gentlemen, I'm going to perform the most dangerous thing I know. It's taken a long time to learn, so big energy. I present the most dangerous art called sword swallowing. Everyone. Try again a little bit less sarcastic and a bit louder. Sword swallowing! Amazing! Now, when I take the sword from my bag, often I think people don't think the sword is real. They think it's a magic trick. So, to prove the sword is real, I need to kill this small unloved child. Hello? Where's mummy and daddy? Are they in the bar? Who owns you? Nice speaking English. Okay, just alright, somebody on this side, miss, make sure it's real. Just give that a touch. It's real, it's not imaginary. Okay. Somebody on this side, sir, can you make sure it's real? Have we met before? Yeah, we have. In the red light district. Yeah. I'll give you a receipt next time. Somebody on this side, madam, make sure it's real. Okay. Ah! Okay. It's real, yeah? Yeah. I need somebody to help me for the show, actually. There's some nice-looking people in the crowd. I need somebody who looks like they're having a nice time. Actually, miss, you have a nice energy. What's your name? Iris, where are you from? No, where, no? Netherlands, okay. Iris from Netherlands! Hey! They love you, Iris. Come to the stage. Come to the stage. Dinner! Iris, stand for me here, face the audience, big smile. I can ask you to hold my sword for 1 minute while I do this trick. After this, I explain what you do. Are you happy? I have to ask Iris, have you been drinking? No. Are you on the drugs? No. Do you want some? Yeah, I have to make money, you know? I'm joking. Okay, one more trick with the fire. And then Iris will help me with the sword. But I don't see it. Okay, check this out. I throw the fire up, like this. I spin, and then I catch behind my back, like this. If I get it, big energy. One. Two. And a half. Three. Oh, so, wait, shut up, the sun is in my eyes. One, two, three. Hey! Thank you. Hey, people with the cameras, can you edit this later? Ladies and gentlemen, here it is, the moment you're waiting for, the finale. If you're ready for the finale, can you say yeah? Yeah! Yeah! It's good. If you want to see the sword, say yeah! Yeah! Nice. Now, if you want to see Iris swallow the sword, say yeah! Yeah! Iris, go for it, everybody. Iris! 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 Come on, Iris. For the people!
for the children. Iris, I'll show you how to do it. It's easy. You open your mouth, I'll put it inside you. Iris, a little bit. Just the tip. How old are you, Iris? 18, thank fuck. Iris! By the way, if the kids understand the jokes, it's not my fault, you're bad parents. Okay? You're allowed to laugh. I think nobody is trying to stop me. Her boyfriend is filming over there. It's not the first time this has happened. Iris, I'm not going to make you do that, not in public. But I still have one important job for you, it's the most important job in the show. I have to explain for one more minute what's happening for the audience, and I explain to you. Maybe stand a little bit further back because it's my show. And Iris, can you bear with me for a minute? Bear with me. You bear with me. Like a bear. Bearing with me. Not funny in Amsterdam. It's unbearable. Okay. I did get you all to see if the sword was real a little earlier. In case anybody just arrived, there it is. Now, in a moment, I'll perform a stunt that's taken 3 years to learn. You might know that the art of sword swallowing is 3,000 years old. And this is true. I am one of about 1,000 sword swallowers alive in the world today. Hey. Basically, that means in the time it took you to get a degree in school, I learned to deep throat on the street for money. In a moment, I'll try to push this sword down my body. It will go between my heart and lungs, past my first sphincter into my stomach. I will try to turn off my gag reflex for 10 seconds. Every man will be jealous their girlfriend is not me. I will repent, look around, and as if that wasn't dangerous enough, for the finale, I will try to juggle the three dangerous objects with the sword at the same time. Yes, a man doing two things at the same time. Wow. If I get it, I'll turn towards Iris. The Iris, you have the most important job. You are going to pull this sword out of my body. Welcome to Amsterdam. Yeah, Iris, as an example, can you please hold onto the sword so people can see? Perfect. Now, when I say you are pulling it, I'm lying a little bit. All I will do, Iris, is pull myself away from the sword. You don't move at all. Exactly. Just to be clear, no matter how nervous you are feeling about this, no matter how sadistic you are, no matter how funny it is for the audience, please don't do this. Don't do this. I'm a real person, I'm not a kebab. Okay, Iris, if you kill me, witnesses, you never come to Amsterdam again. No pressure. You hold the sword, I pull myself. Yes, we finished the show, we all clap for Iris, and the show is finished. Oh, yeah, sorry. The show is finished. It's better, I like that better. Okay, before I finish my show, I want to quickly introduce myself. Oh, sorry, one more minute, Iris. My name is Tommy. I come all the way from Australia, but I live in Amsterdam. I hope I did enough to entertain you. After the show is finished, I think you understand how this works. I am a street artist. I try to make people laugh, and I show them something they haven't seen. Now, how I do my job means, and you know this, the only way I make a living, money, is from my audience. That's why nobody's laughing anymore. After the show, I'll stand here, I'll say thank you, I'll take a bow, like this. I will hold a little bag for some money. If you don't know how much I expect, I give a very quick example. If you go to any bar today in Amsterdam, you'll buy yourself a couple of drinks, you pay 5 or 10 euros, you don't even think about it. I think my show is as fun as a drink. I know it's not too much for me to ask. Some people pay more, and I love you, thank you for that. But
if you have no money, if you can't pay for the show, it's okay. It's no problem. I understand. There is a bank with a machine just there. You can come. I'm joking. If you have no money, just come say thanks. Shake my hand, I'll say thank you back. It shows respect. I think I at least deserve that for this. Yeah? Yes. Yeah. Yeah. But if you have money, I want some. Not everybody shake my hand. It happens. Look, I don't like talking about money. I wish I didn't have to. But after doing this for 8 years on the street, I know, if I don't ask, people don't pay me. If people don't pay me, I have to go back to my old job, selling drugs to children. Your children. Let's finish the show. I want to ask everyone to help me out now. We're going to build up the trick. Please take the hands from the pockets. We're going to do a slow clap. So everyone, please get ready for the finale. Thank you, Iris. Okay, I light the fire first. I'll do it in my box because it is windy. Yep, alright. Okay, everybody, let's do this together. Slow clap. Everybody. Wait, no, sorry. I don't trust you as a group of people. I'm sorry. Individually, you're smart, but as a collective, you're fucking retarded. So, together. Clapping. That's good. Keep going. At the same time. Stop. There's a hair on it. Was that your hair, Iris? Do you want it back? I can keep it? Thank you. I'll save that for later. You ever had that problem before? A hair on the tip? One more time, together, everybody! I'm okay, thank you. Alright, now one more thing, one more... Hey, nobody move! Hey! Alright, before you go, one more thing. Iris, thank you for helping me in the show. Please piss off now. Now folks, I'm going to hold out a little bag now. I will put the fire out first so it's safe. Have a wonderful day. Be nice to each other. And thank you very much. Yo, xin chào mọi người. Kết thúc chuyến đi của mình rồi. Thầy đó là một trang. Bọn mình chuẩn bị đi máy bay Air France về sân bay Paris Charles de Gaulle. Rồi bọn mình sẽ đi ăn ở quận 13. Đây đang ngồi ngắm máy bay và đợi máy bay các bạn. Rất là chill. Của Hà Lan các bạn nhé. Ok, hẹn gặp mọi người tại Paris, quận 13. Peace. Yeah. Trong phòng tắm. Damn, son. Trong nghiêm nghiện đấy. Không, ý em bảo lên xe buýt. À, tức là khi mà vào trong ấy thì là cái bến nó sẽ ở sâu ở trong rồi cơ. À. Là nó ở đây, nó sẽ trông như này này. Okay. Trong nó sẽ trông này. À, tức là bên trên là đường. Nói đi cậu.
Xin chào mọi người. Trước mặt mình đây là tháp Eiffel nhá. Ở cái tháp này thì nó sẽ có thông lệ là nó sẽ nháy đèn 10 phút đầu tiên vào mỗi giờ đúng vào buổi tối. Ví dụ như là 10 giờ, 9 giờ tối, 8 giờ tối. Nó sẽ nháy trong vòng 10 phút và nó sẽ dừng. Đó. Trông trên camera có vẻ không đặc sắc lắm, nhưng mà nhìn ở ngoài trông có vẻ nó sẽ đẹp hơn. Paris và những khung cảnh thơ mộng. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer.